Ôi ôi mẹ sủi à. Sinh nhật của ai ta? Sinh nhật của mẹ. Đi đâu hả? À, hôm nay là ngày sinh nhật của Di thì gia đình có chuẩn bị một ít đồ ăn cả nhà. Một xíu nữa là Di sẽ đi lên nhà bà ngoại. Cũng là hôm nay là Di ăn sinh nhật của Di xong á là Di cũng sẽ ở nhà bà ngoại cũng vài ngày nha cả nhà. Thì Di ở đó để sao ta sống chậm lại cái gì? Sống chậm lại, slowly life. Di ở nhà bà ngoại rồi tại vì dạo gần đây Di làm việc hơi nhiều quá rồi Di thiếu ngủ với lại Di cũng bị áp lực nhiều thì Di muốn ở nhà bà ngoại để thoải mái tinh thần cái nha, sau đó mình trở về mình làm tiếp công việc của mình. Thì thời gian này là anh không có ở nhà, Di không có ở nhà với bên anh thì bên anh không muốn Di đi nha cả nhà. Di nói Di đi tầm 3 ngày 4 ngày Di bay bên anh nói nhớ giữa tiền à. Cái gì làm gì đi nhanh nè, anh đi luôn. Đúng không anh yêu? Anh yêu nó cái gì? Cái này cho cái gì? Cho bánh cho mấy bên thằng nhóc. Có sữa đấy, sữa của dai, sữa mẹ, mẹ đen. Anh ấy hay con dai. Sao anh Nhi? Đi anh. Cái này là cho mấy đứa nhóc, mấy đứa nhỏ ở nhà là một chuyến rồi Di sẽ cho mấy đứa nhỏ, còn này cho bà ngoại nè. Cô Mỹ Tăng à? Cô Mỹ Tăng à? Anh lấy của con già à? Đúng không? Đúng rồi. Con già. Lấy. Đấy là. Đúng rồi. Bây giờ mẹ với Di sẽ làm đồ ăn để ăn sinh nhật chung với bà ngoại nha cả nhà. Sinh nhật của anh Di hả? Nói với bà ngoại biết chưa? Cô gia lũ anh hoàn hoàn ý à lại. Thứ ba. Mấy? Sinh nhật hôm nay. Bánh cợt. Bánh cợt. Cô Nhi. Anh ấy. Ồ, bánh cợt cô Nhi. Dạ. Anh ấy có thứ ba cánh rồi 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 nè. Anh ấy rồi 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 tâm bị chạy tan hết tao na na tao mà lấy na hay rồi 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 rồi. Cô gia. À. ไม่เข้าใจ อะไร ไม่เข้าใจ มีตังเข้าใจใช่ไหม ยิ้มใหญ่เลย có mua dịch nha cả nhà, có mua dịch quay, bên anh mua dịch quay cho Di, Di bên anh biết Di thích ăn dịch quay á. Anh gì ăn sư em nên ăn thịt. Gì? Anh gì ăn sư nghe em nên ăn thịt. Bớt thịt thiệt đi bà ơi. Này lại. Dịch. Này gà hả? Đúng rồi. Xương dịch cái này tốn tiền lắm. Hả? Này xưa đây ở đây nè. Hả? Này xưa ở đây có cháu. Này xương không hả? Hả? Đây mà. Đây nó mới anh biết thêm. Cái này tốn tiền. Thật à. Thật dịch à. Tốn tiền. Một cái là thật, một cái là xương. Anh ấy nói. Đúng rồi. Anh ấy nói. Cái đống bánh này là có một phần của bà ngoại nè cả nhà, với một phần là Di mua để một xíu nữa là Di sẽ cho mấy đứa nhỏ nha cả nhà. Hôm bữa Di có đi qua nhà bà ngoại á thì Di thấy có mấy đứa nhỏ cũng là bà con
nhưng mà nó thấy thọ tội quá, cái nhà nó không, kiểu như không có cha không có mẹ chăm sóc á, rồi nó cứ lang thang nó qua nhà dì này dì kia ở, vừa qua nhà bà ngoại không mà. Thì hôm nay là Di ở đây, Di để một xíu nữa Di sẽ tìm mấy nhóc đó rồi Di cho nó, tụi nó ít bánh cho nó ăn. Cả nhà tới giờ mẹ chặt vịt nha cả nhà. Vịt quay ở đây nó ở Thái Lan nó bán khác bên mình nha cả nhà. Anna nói ngày mai là bà ngoại không có thư gian, bà ngoại không ở nhà, hiểu không? Bà ngoại có meeting với đi làm mà anh yêu. Hôm tối nay ngủ không có được lão, ăn xong rồi là đi về. Cả nhà chắc là hôm nay Di không ngủ lại được nhà bà ngoại rồi. Bà ngoại bận cả nhà, cho nên là ăn sinh nhật xong ở đây là Di sẽ về nhà. Em Nam hát thôi, tặng cho anh đi, hát bài nào tặng cho anh đi. Một con vịt là hai cây cánh, nó kêu lặn cặp 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 hò nước nó bị ba đi quấn lúc lên mưa. Mẹ cái giò cụ dạy với cánh, mẹ dạy cái cánh cho cụ. Em hát cho Bắc Kim Thang bữa anh dạy em á. Bắc Kim Thà nhà làm gì được một con vịt vậy. À, lại lại nè. Bắc Kim Thang cà lan bí lợ. Bắc Kim Thang cà lan bí lợ. Cục. Cục qua kèo là kèo qua cục. Chú bán dầu qua cậu bi tá. Chú bán ớt ở lại làm tiền. Con la la thanh chấm thỏi kè. Con bịp. Con bịp bịp. Ở lại làm tiền. Con bịp ở lại làm tiền. Gì mà? Bịp em kê. Bịp em kê. À gà cái gà em gà em kê, em kê nói gì em không hiểu. Ủa bạn của nhiều nhiều quá. Bạn của Duy đi ở đây do tự do ăn sinh nhật của Duy nhiều quá. À, ai dú hôm nay nó khách. Ôi 14 anh yêu. Ủa anh yêu lâu. Anh ý à, đều xịp. Anh yêu bạn đi ở đây. Xịp ai dú xịp. Ui à xịp xì. Ui mọi người căng thẳng. À bé này là 14 tuổi, bé này 13 tuổi. Còn bé này bao nhiêu tuổi? Ai dú tao đi. Đây là cái nhà. Cái này của đẹp, cái này của người ta. Bây giờ mẹ đẹp muốn làm muốn nấu sống tầm cho khách. Ồ, ở đây. Đừng thúc đó. À đừng thúc nó. Mẹ tí. Ủa anh yêu, khách quan trọng của anh yêu đi rồi. Khách quan trọng hả? Ừ, khách quan trọng. How to say pen this one? Nhiều rau chầm
bầu rau, cái này là củ bầu ngoại trầm nè các bạn, không có thuốc. Anh Nhi chuẩn bị cái gì hả? Anh làm nước cho mấy bạn nhỏ. Làm nước cỏ. Một, hai, ba, nâng, sáu, sáu. Happy birthday. Bây giờ nè, nói các bạn nè. Cả nhà ơi, giờ thì sinh nhật của Di thì Di cũng có một trò chơi cho cả nhà. Bây giờ ai nhìn nhau á mà cười trước là người đó thua. Người đó thua thì cái mặt sẽ ụp vô bánh kem nè cả nhà. Được chưa? Em mình đánh nha. Mẹ. Cho mấy. Ok. Đéo đéo đu 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 đu. Đu. Mi Tăng đu nè. Mi Tăng dạy dân xin. Nhìn nha. Xin chào. Giờ game show bắt đầu nha. Em đang suy nghĩ. Game show này là không được cười nha cả nhà. Ai game show này là không được cười nha cả nhà. Nếu mà ai cười là thua nha cả nhà. Rồi mẹ kính nè. Con nè. Kính nè. Đéo. Mày em làm được quá. 1, 2, 3. Đéo. Nè. 1, 2. Mày luôn nè. Cuối tuần là cháu nam chim mẹ kéo đây. Em cho anh nè. Nâng xóm sắp. Ấn cơm. Cưng ma. Kêu. Đéo. Cười chứ. Mọi người đó hả, cười chốt luôn đó hả. Ok mấy. 1, 2. Đâu. Áo. Con mẹ cũng bay một lên. 2 con đi. 1, 2, 3. Bé cười ói ơi. Bé cười bò ói á. Mày ơi, con nè. Đi bỏ đi. Nè, bỏ đi. Là kiếm đi. Ha ha ha!
Hôm nay vui không anh yêu? Vui, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cặp quân cái gì thuốc kho nữa? À. Cặp quân thuốc kho nữa khác. Không biết mọi người. Đây đây mọi người. Phút lên. Tạm biệt mọi người. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon ấy. Giờ mới nhớ. Đâu có gì, vui vui. Hai nhóc là cái nhà Di nói á. Di nói hai nhóc là kiểu như ba mẹ không có chăm sóc được á, ba mẹ bỏ đi hết cả nhà, tội nghiệp lắm. Hồi nãy Di có nói chung là Di có cơ hội thì sẽ xuống đây Di thăm hai nhóc này. Mì mì không sụp mấy? Mì. Mì không sụp mấy? Mì. Mì à? Sụp mấy? Sụp mấy? Sụp. Phẳng đi nó khắp. Phẳng đi nó. Phẳng đi. Di xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã chúc sinh nhật của Di. Di xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Thì chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye.